Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi vụ gây rối trật tự công cộng vi phạm pháp luật tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra trong các ngày 30 tháng 8 và mùng 3, mùng 4 tháng 9, thay vì phải có những hành động đúng pháp luật và có trách nhiệm, thì giám mục giáo phận Vinh và tòa giám mục xã Đoài lại ra thư chung, thông cáo và văn thư mang tính chất kích động và vu khống chính quyền trong vụ việc này. Việc làm trên là nhằm đưa một vụ án hình sự trở thành một vụ theo cách mà họ gọi là đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy những vu cáo trên là hoàn toàn không có cơ sở. Đây là những hình ảnh gần 300 giáo dân giáo xứ Nghi Phương thuộc giáo phận Vinh kéo lên trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nghi Phương sáng ngày 30 tháng 8 vừa qua để bao vây phòng làm việc của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, chửi bới, gây sức ép với chính quyền, đòi thả hai bị can là Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, vốn đã bị khởi tố hình sự và bị tạm giam theo đúng trình tự pháp luật. Ngày 2 tháng 5, do đã bắt giữ trái pháp luật và đánh đập 3 người mà như họ nói sau này mới biết là công an, cùng với tội phá hủy tài sản của một người dân trong xã. Còn đây là khoảng 1.000 giáo dân, giáo xứ Mỹ Yên đã kéo đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nghi Phương, bao vây, chửi bới, lăng mạ và khống chế 6 cán bộ của xã và huyện Nghi Lộc hôm 3 tháng 9. Trong suốt gần 10 tiếng đồng hồ bị bắt giữ bất hợp pháp, 6 cán bộ này đã bị các đối tượng quá khích lăng mạ, chửi bới. Thậm chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Phương và Bí thư huyện đoàn Nghi Lộc đã bị tát vào mặt và bị xé rách quần áo. Lần đầu vào thì cũng ít người thôi, sức ép nó rất ít. Nhưng sau khoảng độ 5 phút sau thì là thấy có người của huyện lên thì bà con nhân dân tập trung vào rất là đông. Và lúc đó là không cho lãnh đạo huyện và chúng tôi ra. Và trong cái quá trình đó thì cũng báo cáo với các anh rằng là chịu một cái sự là sức ép rất là lớn. Thứ nhất là về cái những cái yêu cầu của cái giáo xứ đó. Thứ hai nữa là cái đe dọa. Và thực sự là có những lời đe dọa và đe dọa thậm chí đến tính mạng. Và đặc biệt là có nhiều cái hành động là đòi là xé áo rồi cướp điện thoại. Và riêng đối với phụ nữ thì có cái hành động là vào cầu xé. Đám đông quá khích đã gây sức ép buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Phương viết giấy cam kết đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An thả bị can Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải. Bị đám đông bắt giữ hành hung, ép buộc và cũng là để bảo toàn tính mạng cho 6 cán bộ đang bị những kẻ quá khích cầm giữ, nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Phương Nguyễn Trọng Tạo đã phải viết một giấy cam kết thả người có nội dung không thuộc thẩm quyền, chức năng giải quyết của mình. Tôi viết là sẽ vào công an tỉnh để đề nghị là trả công an tỉnh là trả ông Khởi và ông Hải về với gia đình. Thì rồi là họ đọc đưa ra ngoài có cái hồi bình luận á. Họ nói ông nói đi thì trả có cái chứ là chắc chắn cả rồi cũng nội xong là được công an tỉnh cũng trả được thôi. Ông nội có chí trách nhiệm. Sau đó là họ mới yêu cầu là như vậy là ông phải viết vô là nếu công an tỉnh mà không trả thì như vậy ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhân dân. Việc bắt người, giữ người thì hoàn toàn phải theo một cái quy trình của bộ luật tố tụng hình sự rất là chặt chẽ. Chỉ các cơ quan tiến hành tố tụng, những người có thẩm quyền ra lệnh bắt thì những người đó mới có quyền ký lệnh để thả. Chứ hoàn toàn không thể là cái việc mà tùy tiện bắt hoặc tùy tiện thả được. Và tôi xin nhắc lại rằng cái thẩm quyền của chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân xã hay kể cả cấp công an phường xã cũng không có thẩm quyền bắt giữ người theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Hành động vi phạm pháp luật của một bộ phận giáo dân xã Nghi Phương đã tăng theo cấp độ khi chiều ngày 4 tháng 9, khoảng 30 người quá khích đã xông vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nghi Phương dùng giấy đề nghị mà họ đã ép Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Trọng Tạo viết trong lúc bị cầm giữ ngày hôm trước để đòi thả hai bị can là Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi. Ngay sau đó, nhà thờ giáo họ Trại Gáo đã rung chuông báo động để hàng trăm giáo dân kéo đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã dùng gạch đá tấn công vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh tại đây. Cùng với nhiều hung khí như liềm, gậy gộc, một khối lượng gạch đá lớn, thì những hình ảnh này đã cho thấy những hành động quá khích của giáo dân xã Nghi Phương được chuẩn bị từ trước để dùng bạo lực chống lại chính quyền. Chứ không thể nói đây là hành động của một số thanh niên lạ mặt trà trộn vào trong đám dân chúng để ném đá về phía cảnh sát gây xáo trộn, như lời của giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp khi trả lời báo nước ngoài. Đáng tiếc hơn nữa là trong thư chung của giám mục Nguyễn Thái Hợp ngày 6 tháng 9 đăng trên trang điện tử của giáo phận này có đoạn 15:30 ngày 4 tháng 9 năm 2013,
theo giấy cam kết của nhà cầm quyền ký ngày 3 tháng 9 năm 2013. Người nhà của Phêrô Ngô Văn Khởi và Anton Nguyễn Văn Hải cùng nhiều bà con giáo dân thuộc giáo xứ Mỹ Yên đã tới Ủy ban nhân dân xã Nghi Phương để nhận hai ông này về nhà. Rõ ràng, cái gọi là giấy cam kết thả người do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Phương viết trong lúc bị cầm giữ trái phép và bị ép buộc là không hề có giá trị pháp lý. Vì theo Bộ luật Tố tụng Hình sự, thẩm quyền bắt giữ hay thả bị can trong các vụ án đều phải theo trình tự pháp luật. Ở vụ án này là phải có sự phê chuẩn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An. Căn cứ từ cái giấy viết thả người đó mà có thể là cho giám mục cũng đã phát ngôn hoặc là giám mục cũng nói với giáo dân để mà nhận thức sai thì của giáo dân, rồi nó tạo lên cái vấn đề là bùng nổ lên để cái vấn đề là kích động lên để mà có những hành động hàng trăm giáo dân đến ủy ban xã đập phá, ném gạch đá, thì tôi nghĩ đây là một hành động đáng tiếc và cũng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ở đây chúng tôi nhìn nhận rõ ràng về phía vị giám mục là người đứng đầu trong mặt tôn giáo của giáo dân tại địa phận đấy cũng cần phải có cái nhận thức về pháp luật rõ ràng, đầy đủ để tránh những cái tình trạng bạo động quá khích và mất an ninh trật tự ở tại địa phương như vừa xảy ra vừa qua. Vụ việc này đã bị đẩy đến mức cao độ hơn khi tòa giám mục xã Đoài thuộc giáo phận Vinh đã ra thông cáo xuyên tạc sự thật khi nói chính quyền Nghệ An đã tổ chức hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ và côn đồ để gây hỗn loạn, đánh đập dã man bà con giáo dân xứ Mỹ Yên. Nguy hiểm hơn, thông cáo này còn vu cáo công an Nghệ An đã bắt cóc và giam giữ Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi. Trong khi đó, giám mục giáo phận Vinh thì trả lời báo chí nước ngoài vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân phẩm nhân quyền của người dân. Đây thực chất là những thông tin sai sự thật, gây mâu thuẫn và kích động hận thù giữa bà con giáo dân với chính quyền. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Hải và Khởi cũng đã thừa nhận hành vi của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trong trường hợp này thì Hải và Khởi sẽ được áp dụng điều 46 để cho hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Và theo tôi, đáng ra là trong trường hợp này thì những người thân và giáo xứ, giáo dân cần có sự khuyên nhủ động viên để các đối tượng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, là nghiêm trọng hơn là đến ngày 4 tháng 9 năm 2013 vừa rồi thì một số đối tượng đã thực hiện những hành vi gây rối, và dù với động cơ nào thì theo cá nhân tôi những hành vi đó đều rất nghiêm trọng, và với những hành vi như thế thì các đối tượng sẽ bị khởi tố về, thứ nhất là tội gây rối trật tự công cộng, hai là tội bắt giữ người trái pháp luật, và thứ ba là tội chống người thi hành công vụ. Nếu nhìn lại toàn bộ vụ việc ở xã Nghi Phương từ hôm 22 tháng 5 đến nay, đặc biệt là trong nửa tháng gần đây đã cho thấy vụ việc này đã bị một số chức sắc tôn giáo của giáo phận Vinh đẩy từ một vụ án hình sự trở thành một vụ được họ gọi là đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền. Những hành động có tính chất leo thang trong vụ việc này đều hoàn toàn vi phạm pháp luật Việt Nam. Và trong một nhà nước pháp quyền thì không ai có quyền đứng trên pháp luật, dù người đó có theo hay không theo tôn giáo nào. Hơn nữa, những hành vi của một số giới chức giáo phận Vinh và một bộ phận giáo dân xã Nghi Phương đã đi ngược lại lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI là người công giáo tốt phải là người công dân tốt. Và thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 đã khẳng định đường hướng mục vụ là sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào.